Chuyển sang một thông tin ghi nhận về giao thông. Chiều ngày 21 tháng 2, một xe tải tông sập khung giới hạn chiều cao trên đường Trường Sa nằm mắc kẹt dưới cầu Bông nối quận 1 và Bình Thạnh, thành phố Hồ Chí Minh. Rất may vụ tai nạn không làm tài xế xe tải và người đi đường bị thương. Theo thông tin ban đầu, khoảng 15 giờ cùng ngày, nam tài xế khoảng 45 tuổi lái xe tải thùng chạy trên đường Trường Sa hướng quận Phú Nhuận đi quận Bình Thạnh. Khi đến đoạn qua gầm cầu Bông, phường 3, quận Bình Thạnh, phần thùng xe tải va vào thanh chắn giới hạn chiều cao 2m ở gầm cầu, va chạm khiến khung giới hạn chiều cao đổ sập, bị xe tải kéo đi một đoạn, kẹt dưới gầm cầu, phương tiện bị bể phần trước thùng xe, phía trên thùng trầy sức nặng. Giao thông trên đường Trường Sa ùn tắc cả hai hướng, đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận Bình Thạnh đã đến chặn tuyến đường qua khu vực để khắc phục sự cố. Hơn 17 giờ ngày 21 tháng 2, lực lượng chức năng cắt trụ giới hạn chiều cao tìm cách đưa xe tải ra khỏi gầm cầu Bông. Công an quận Bình Thạnh cũng tiến hành lấy lời khai tài xế, điều tra nguyên nhân tai nạn.